Хорошо. À, thế như vậy hôm trước chúng ta bắt đầu học về chia động từ đấy. À, trong phần chia động từ này chúng ta đã học cách chia động từ ở nhóm 1. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái chia động từ ở nhóm 2. Động từ nhóm 1 về hình thức nó khác động từ nhóm 2 ở chỗ nào nào? Chúng ta nhìn thấy động từ ở nhóm 1 có đuôi A, T và dấu mềm. Thế còn động từ nhóm 2 thông thường là có nhóm Y, T và dấu mềm, hoặc là ie t và dấu mềm. Thì lúc đó đó là cái cách nhận biết của động từ nó ở nhóm nào. Tuy vậy đôi khi chúng ta vẫn bị lừa hay là vẫn bị nhầm lẫn, cho nên là tốt nhất là gì, chúng ta hãy cùng nhau là tìm hiểu cái cách chia của từng động từ một. Đó là cái cách gọi là an toàn nhất để tránh bị nhầm lẫn. Thế như vậy, nếu động từ a t dấu mềm thì chúng ta sẽ bỏ đuôi t và dấu mềm, tức là bỏ đi hai ký tự. Nó sẽ bỏ đi hai ký Thì tự đó đấy chờ một đấy chút, màn đấy hình rồi của em hình như thì là chưa, dưới thư em viện chưa đấy. nhìn thấy đúng không? Đấy, chưa nhìn thấy đó, em xem đi, chắc là sẽ nhìn thấy. Rồi ạ. Rồi, thế mạng hôm nay là tốt đấy, các bạn còn không nhìn thấy luôn ý. Đấy đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Thì ra nói lại nhé. Động từ chia ở nhóm 1 sẽ có dạng đuôi A, T và dấu mềm. Em nhìn thấy đây, A, T và dấu mềm đấy. A, T và dấu mềm. Đó, thấy chưa nào? Đấy. Thế còn động từ mà ở nhóm 2, chia ở nhóm 2 sẽ có dạng Y, T và dấu mềm. Không phải là A mà là Y đấy. Hoặc là đây có thể là Y đấy, Y. Đó. Trong trường hợp như thế thì khi chia động từ ở nhóm 1 chúng ta chỉ cần bỏ hai ký tự cuối là T và dấu mềm đấy, nói như thế cho nó dễ hiểu. Sau đó chúng ta sẽ chia. Xong có nghĩa là gì nào? Nếu bỏ T và dấu mềm thì ở đây sẽ còn lại cả cái chữ A ở trong cái gốc từ này đấy. Nhưng nếu chúng ta chia ở động từ nhóm 2 thì chúng ta phải bỏ ba ký tự, đấy, là Y, T và dấu mềm bỏ cả. Thế em nhìn thấy này, sự khác biệt khi mà chia động từ ở nhóm 1 chúng ta chỉ cần bỏ T và dấu mềm, tức là bỏ hai ký tự cuối. Thế còn chia động từ nhóm 2 chúng ta cần bỏ ba ký tự đấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Nếu chúng ta có động từ gavarit, chúng ta cần bỏ ba ký tự cuối, là y, t và dấu mềm màu xanh này đấy. Thế còn chúng ta sẽ còn cái gốc lại gồ vồ đấy. Đó. Thế và chúng ta chia là gồ vồ đấy. Đó, chúng ta chia nào. G và riu. Gavarit đấy. Gavarit có nghĩa là nói đấy. Tôi nói ya gavariu, Đã tươi gavaris, ổn gavarit, mười gavarim, đã mười gavarim, đã vười gavari chứ, Với các bạn đi chứ. đã anh nhỉ gavariat. Anh ý cứ bắt Anh có bạn đi. đấy, anh ý cứ bắt đó. Thế như vậy đó là động từ cứ bắt đấy. Một dạng chia thứ hai là dạng chia của động từ uchit. Động từ uchit chúng ta không bỏ cả ba ký tự y, t và dấu mềm. Chúng ta chỉ còn lại cái gốc uch đấy. Chia uchu, tươi uchis, ôn uchit, mươi ủ chim, vươi ủ chi chế, anh ý ủ chặt, anh ý ủ chặt đấy. Đó thì em nhận thấy ở đây là gì nào? Nếu như ở đây chúng ta nhìn thấy đó là gavariu, đuôi u. Tại sao ở đây lại là đuôi u đấy? Thế hóa ra là gì nào? Động từ chia ở nhóm 2 khi chia chúng có thể có đuôi u hoặc là đuôi u. Ở ngôi anh nhỉ có thể có đuôi yat hoặc là đuôi at. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà đứng trước cái nguyên âm này là một trong 7 phụ âm ở dưới đây. Chúng ta có 7 phụ âm này. Thì nó sẽ không viết u mà nó sẽ viết là u. Đấy. Sau những phụ âm này người ta không viết những âm ư, u, a. Thế như vậy là chúng ta hiểu là tại sao đây là u rồi chứ không phải là u đấy. Bởi vì sao? Là sau phụ âm ch, người ta không viết u cho nên người ta viết thành u.
À, hiểu chưa nào? Đó, lúc đó thì chúng ta sẽ đọc là Yauchu tươi u chis. Tư Tươi u chis. Đọc nào. Ôn u chít. ô Mươi u chìm. vui 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 Vươi u chì chè. vui 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 Anh u chật. anh đi Anh u chật. Đấy. À, đó. Đến đây chúng ta hiểu rồi đấy. Tác vụt. À, хорошо. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp nào. À, động từ chia ở nhóm 1 và động từ chia ở nhóm 2. Chúng ta đã phát hiện ra sự khác nhau của chúng là nếu nhóm 1 bỏ 2 ký tự, nhóm 2 bỏ 3 ký tự. Nhưng mà trong cách chia cũng có sự khác biệt. Ya, izu trái yu, tươi, ya, gava riu, giống nhau đúng không nào? Đưa yu. Tươi, izu trái, yes. À, còn đây là gì? Tươi, gava ish, ish. Đấy, đây là is, thấy chưa nào? Đấy, một tạc. À, thế vào ngôi anh nhỉ? À nhí, izu trái yu. Nếu như ở đây có yu, lặp lại cái nguyên âm này. Nguyên âm của ngôi ya này, đấy. Ya yu thì đây là yu. À, thế là đây ngôi anh nhỉ của nó sẽ không lặp lại nữa. Ya gava riu, à nhí gava riat, yat. Đấy, à đó, thế vậy thì qua đấy chúng ta thấy đó là những sự khác biệt của nhóm 1 và nhóm 2. À, tại sao thì ra nói kỹ như thế, bởi vì là hai cái nhóm chia này nó đặc trưng, à, nó tất cả các động từ trong tiếng Nga nó sẽ đều được chia theo cái kiểu chia của hai nhóm này, nhưng mà nó sẽ có một số cái biến tấu đối với một vài cái động từ đặc biệt, cho nên là những cái sự đặc biệt đó thì lúc đó chúng ta chỉ cần học thuộc thì là xong đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp động từ khai triển. Động từ khai triển có nghĩa là muốn. Ya khai chu Dạ tươi khổ chết. tôi có chết Ôn khổ chết. ôn có chết Mươi khai chìm. người ta tìm Vươi khai chì chế. người ta tìm chết À nhí khai chặt. anh chị ta tìm À nhí khai chặt đấy. À đó, đến đây chúng ta thấy đó là gì nào? À đó là động từ khai triển. Động từ khai triển này có điều gì đặc biệt? Chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta chia nó ra làm hai phần đấy. Có nghĩa là gì? Ở phần 1 này nó nhìn này. À, nếu như ngôi tươi mà có đuôi yes, thấy chưa? Yes nhé. Ngôi tươi mà có đuôi yes thì đó là động từ chia ở nhóm 1. Đấy. Đúng không? Có phải không nào? Thì đây là gì? À, ba cái ngôi đầu này nó chia theo nhóm 1. Thế nhưng mà nếu mà ngôi mươi là không phải à, mà là im. Ngôi mươi là im. Mươi g và rim im. Đấy, đây có im này, đấy. Vui y che anh nhỉ dạ đấy. À, thế thì ở đây là gì nào? Mười khai chim vui khai chí che anh nhỉ khai chặt im y che dạ. Thế vậy thì đây là chia theo nhóm 2, có nghĩa là gì? Cái động từ này một nửa nó chia theo nhóm 1 và một nửa nó chia theo nhóm 2 đấy. À, có một vài cái động từ nó chia theo kiểu như vậy đấy. Đó, thế cho nên là chúng ta phải lưu ý nó. À, đại đa số các bạn mới mới học là các bạn đọc cái động từ này sai linh tinh luôn đấy. Ở đây nó lần thứ nhất, tức là các ngôi số ít nó chia theo nhóm 1 thì động từ à trọng âm của nó rơi vào đâu nào? Ye khai chu tuy khô chết ôn khô chết. Ôn Thế đến ba ngôi sau thì nó trọng âm của nó lại rơi xuống cuối. Mươi khai chìm mười ba vui khai chì chết. mười ba chị À nhí khai chặt ba đấy. À đó, thế hôm trước thầy giáo đã hướng dẫn em là à, cắt những cái mảnh giấy ra và viết à, động từ. Em đã viết được chưa? Viết hết chưa? được À viết rồi đấy. À lúc nào em chụp ảnh cho thầy giáo xem nhé. Chụp ảnh xong gửi thầy giáo xem nhé. Tạc. À thế như vậy ở đây ngày hôm nay em phải viết thêm cái động từ này vào và đọc nó nhiều lần để cho nó quen nhé. Như khai chú thì khó chứ ôn khổ chết. Mười khai chí chứ anh như khai chặt đấy. Thế bây giờ động từ khai chiết này có cái gì đặc biệt nào? Động từ khai chiết này có thể cộng đằng sau nó một cái động từ nguyên thể. Đó. À, tôi muốn làm cái gì đó thì cái động từ đó là động từ nguyên thể, người ta gọi là infinitive. 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 Infinitive có nghĩa là động từ nguyên thể không cần chia. Ở đây chúng ta sẽ có ví dụ. Ye khai chu izu chat. Izu chat là động từ nguyên thể. Izu chat. Ye khai chu izu chat ruski zik. Tôi muốn học tiếng Nga đấy. Ye khai chu gvarit. Gvarit là động từ nguyên thể. Gvarit paruski. Yes, khai chu gvarit paruski. Tôi muốn nói tiếng Nga. Đấy, đó.
Он хочет говорить по-русски правильно. А, он хочет говорить по-русски правильно. Anh ta, cậu ta muốn nói tiếng Nga đúng. Правильно. Она хочет говорить по-русски хорошо. Хорошо là tốt. Правильно là đúng. Đấy. Правильно, đúng. Хорошо là tốt. Cô ta muốn nói tiếng Nga tốt. Đấy. Bây giờ em nói những cái câu này nào. Cả bốn câu này. Nó. Tự nói nào. À đây phải là gì? Cái khách chù. Trọng âm dây vào u. Cái khách chù. Đã. Câu 2 nào. Gavarit. Gavarit. Paruski. On có thiệt. Gavarit. Đó. Câu 4 Anna. Хорошо. А, правильно. Câu trên là правильно. 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 Хорошо. À thế bây giờ em nói giúp thầy một câu là tôi muốn học tiếng Nga. Да, я хочу изучать русский язык. Tôi muốn nói tiếng Nga. Я хочу говорить по-русски. Да? Я хочу говорить по-русски. Хорошо. А, bây giờ chúng ta xem động từ изучать. Động từ изучать hôm nay chúng ta chia rồi. Да? À, đó. Я хочу изучать русский язык. Chúng ta biết rồi. Chia như thế nào biết rồi. Да? Вот. À, chúng ta sẽ có mẫu câu. Chúng tôi học tiếng Nga. Мы изучаем русский язык. Мы изучаем русский язык. Đấy, em nói nào. Мы изучаем русский язык. Мы изучаем русский язык. Chúng tôi học tiếng Nga. Bây giờ chúng tôi học tiếng Việt Nam. Мы изучаем vietnamский. Đấy, ôi, xin lỗi. Так, chúng ta sẽ cho nó nhỏ đi một chút. Nhỏ đi một chút. Так. Мы изучаем вьетнамский язык. Мы изучаем вьетнамский язык. Да? Да. Да. Мы изучаем вьетнамский язык. Мы изучаем вьетнамский язык. Да? А, той ной тинг Вьетнам. Я говорю по-вьетнамски. По-вьетнамски. Я говорю по-вьетнамски. Да, я говорю по-вьетнамски. Я говорю по-вьетнамски. Да? Да. Да. По-вьетнамски. И я знаю, как Ко ấy đang học tiếng Nga. Она? Она изучает русский язык. Chúng ta có từ давно. Давно. Давно có nghĩa là lâu rồi. Em nói từ nào? Давно. 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 Nói nào. Давно. Đấy. Давно có nghĩa là lâu rồi. À, nói em nói là họ học tiếng Nga lâu rồi. Они изучают русский язык давно. Давно. Đấy. À, так. Bây giờ em nói câu. Tôi ở nước Nga lâu rồi. Я. Я, я là tôi. Ở nước Nga. Vâng. Ra. Si, я в России. Давно. À, давно. Я в России давно. Давно. Да, давно. Давно là lâu rồi. Đấy. Давно. Так.
Ngược lại của lâu rồi. Davno là nedavna. 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 Em nói nè. Nedavna. Nedavna. À, trọng âm rơi vào đây đấy. Nedavna. Thế còn đây là gì? Trọng âm rơi đây. Nedavno. Nedavna. Davno. Nedavna. Đấy. Davno. Nedavna. À, tak vật đấy. Đó. Давно, недавно. А так, я в России давно. Давно, недавно. Так вот. Thế như vậy là chúng ta sẽ có thể có câu hỏi nào. Bạn đang học tiếng gì? Bạn đang học tiếng gì? Какой язык? Какой язык? Ты изучаешь? Какой язык ты изучаешь? Chúng ta có tập hợp mới. Какой язык? Какой? Какой язык? Là ngôn ngữ gì? Какой язык ты изучаешь? Какой язык ты изучаешь? Какой язык? Cậu đang học tiếng gì? Đấy. À, trả lời. Tôi đang học tiếng Nga. Я изучаю русский язык. Đấy. Я изучаю русский язык. Thế bây giờ hỏi, cậu đang học tiếng Nga đấy à? Cậu đang học tiếng Nga đấy à? Ты изучаешь русский язык? Ты изучаешь русский язык? Đã, ты изучаешь. Đấy, chúng ta phải nhấn mạnh vào cái từ đó. Ты изучаешь русский язык? Ты изучаешь русский язык? Trả lời sao? Đúng rồi. Tớ đang học tiếng Nga. Đúng rồi là gì? Да. Да. Đấy. Да. Я изучаю. Я изучаю русский язык. Đấy. À, да, я изучаю русский язык. Đấy. À, thế bây giờ nói, bạn của cậu có nói tiếng Nga không? Bạn của cậu là gì? Твой друг. Твой друг. Твой друг. Знает. Твой друг говорит. Говорит по-русски. Твой друг говорит по-русски. Твой друг говорит по-русски. Но. Говорит по-русски. Да. Твой друг говорит по-русски. Говорит по-русски. А, nhấn mạnh vào cái từ. Говорит. Đấy, nhấn mạnh vào đây. Đấy. Говорит по-русски. Твой друг говорит по-русски. Trả lời sao? Không, anh ấy không nói tiếng Nga. Нет. Он не говорит. Нет, он не говорит. По-русски. Нет, он не говорит по-русски. Đấy. Đấy. À. Нет, он не говорит по-русски. Так. Нет, он не говорит по-русски. Bây giờ sẽ hỏi, tiếng mẹ đẻ của cậu là tiếng gì? Какой? Твой родной язык. Какой твой родной язык? Какой твой родной язык? Твой родной язык. Какой твой родной язык? Какой твой родной? Chúng ta có tập hợp từ родной язык. Đấy. Родной язык. Какой твой родной язык? À, trả lời nè. Мой родной язык. Мой родной язык. Мой родной язык. Вьетнамский. Мой родной язык. Вьетнамский. À, мой родной язык вьетнамский. Đấy. Мой родной язык вьетнамский. À. Вьетнамский, да. À, thế bây giờ hỏi, cậu có bạn là người Nga không? Hỏi nào, cậu có bạn là người Nga không? У тебя есть русский друг? У тебя есть русский друг? У тебя есть русский друг?
À, chúng ta có tập hợp mới là gì nè? Uchibya. Đấy. Uchibya. 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 Chibya là gì? Chibya là tươi. Bạn có bạn người Nga không? Uchibya есть русский друг. Uchibya есть русский друг. Em nói nè. Uchibya есть русский друг. Да. Так. Trả lời. Да. У меня есть русский друг. Да. У меня есть русский друг. À, да. У меня есть русский друг. Em đọc được không nào? Đấy. À, хорошо. Thế bây giờ em bắt đầu đọc từ đây giúp thầy giáo nào. Đọc lại nè. Какой язык ты изучаешь? Cho đến hết dưới này. Đấy. Nào. Какой язык? Какой язык ты изучаешь? Да. Я изучаю русский язык. Да. Ты изучаешь русский язык? Да. Да. Я изучаю русский язык. Да, изучаю русский язык. Твой друг? Твой друг говорит по-русски. Говорит по-русски. Нет, он не говорит по-русски. Да? Какой твой? Родной язык. Да. Мой родной язык вьетнамский. Вьетнамский. У тебя есть русский язык? Да. Да, у меня есть русский язык. А, спроси ее. 20. На. Спроси ее. Вот. Спроси. Ну, с этой стороны. Em nghe trả lời nhé. Cô hỏi em này. Какой язык ты изучаешь? Я изучаю русский язык. Ты изучаешь русский язык? Да, я изучаю русский язык. Твой друг говорит по-русски? Нет, он не говорит по-русски. Какой твой родной язык? Мой родной язык 12. А у тебя есть русский друг? Да, у меня есть русский друг. Жесты, да? Да, она Хорошо. À, thế như vậy vừa rồi em đã nói chuyện trực tiếp với người Nga đấy. Em thấy có cô nói có dễ nghe không? Cô nói tại em kiểu cho nên là nó dễ nghe hơn là khi không nhìn chữ. Không nhìn thấy chữ. Tức là khi mà em nghe như thế em có hiểu được là cô hỏi gì không? Có. À, hiểu được đúng không? Thế có nghĩa là đấy em thấy là gì? Đó là khi mà em đọc nhiều đấy. Em đọc nhiều những cái âm này, à, những cái câu hỏi này, thì khi em nghe người Nga nói thì em sẽ hiểu được người ta nói cái gì. Muốn như thế thì có nghĩa là gì? Nếu mà em không nhìn thấy chữ thì có nghĩa là em cũng còn khó hiểu. Vậy thì em phải đọc rất nhiều để em tưởng tượng cái chữ nó ở trong đầu như thế nào. Đấy, đó. Nó phải có cái chữ trong đầu mới hiểu được. Đấy, đó. Thế vậy thì qua đấy là gì? Là mình đã thử cho bạn thực hành. Nói trực tiếp với người Nga để xem là khả năng nghe của mình đến đâu. Đấy, đó. Kinh nghiệm là gì nào? Nhiều bạn nói rằng là nghe học nhiều rồi nhưng mà nghe người Nga nói vẫn không hiểu. Bởi vì người ta hỏi vào những cái câu mà các em chưa học. Thế vậy thì muốn nghe để hiểu được thì em phải học rất nhiều. Ví dụ mỗi ngày chúng ta học những cái đoạn giao tiếp như thế này đấy. Thế vậy thì em phải đọc những cái đoạn giao tiếp này nhiều lần, thậm chí là viết một vài lần đi. Đấy, để cho nó quen mặt chữ và các em tưởng tượng cái chữ đó nó như thế nào. À, thế còn thầy giáo các bạn cứ bảo thầy ơi, tại sao mà người Nga hỏi em vẫn không hiểu được? À, hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất có thể là em chưa đọc nhiều những cái mẫu câu đó. Yếu tố thứ hai là người ta hỏi những cái câu mà các em chưa biết. Nếu mà các em chưa biết thì làm sao mà các em hiểu được, đúng không? À, thầy giáo hay nói vui là gì? Chúng ta không phải là thầy bói để mà có thể bói được ra chữ. Mà muốn biết được người ta nói cái gì, chúng ta phải nhìn thấy cái chữ đó một lần, ít ra một lần. Và chúng ta cũng phải hiểu được cái âm đó nó như thế nào. Và tưởng tượng được người ta nói ra cái chữ đó là chữ gì. Các em hiểu chưa? Đấy, đó. Thế khi trình độ mà các em đã tốt rồi thì khi người ta nói một cái từ dù là cái từ lạ đi nhưng mà các em vẫn tưởng tượng được trong đầu đó cái chữ đó nó viết như thế nào. Và lúc đó là các em sẽ liên hệ ở trong cái kho chữ của mình là cái chữ đó nó giống cái chữ nào, có gốc từ giống như thế nào, thì các em có thể đoán được cái chữ đó. Đấy,
Đó. Thế cho nên là những người người ta ngôn ngữ người ta đã biết tốt rồi thì cái việc mà khi mà xem một bộ phim hoặc là nghe người ta giao tiếp hoặc là đọc một bài báo nhìn thấy một chữ lạ người ta có thể đoán được cái chữ đó là cái chữ gì đấy đó. Thế muốn như thế thì có nghĩa là các em phải học rất nhiều, không thể nào mà học ít mà lại có thể hiểu được nhiều, mà cần phải làm ngược lại là học thật nhiều thì chúng ta mới có thể hiểu được đấy đó, đại khái là như vậy. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp một động từ nữa. Nếu như hôm nay chúng ta học động từ isuchat, à, bây giờ chúng ta sẽ học động từ do much. Do much đấy. À đó. Động từ do much nếu mà không học thì chúng ta sẽ không thể hiểu được, đúng không? À, người ta nói người ta mình có đoán được đó là cái gì đâu. À thế vậy thì à, muốn biết được nó, à, muốn biết được nó thì chúng ta phải phải học. Đó, thế nhé. Đó, ở đây chúng ta sẽ có động từ do much. Do much có nghĩa là nghĩ. Đấy. À nghĩ. Nghĩ suy nghĩ đấy. À, nghĩ về ai, suy nghĩ về cái gì. À, trước hết chúng ta phải chia động từ. Em chia nào. Động từ do much, do much. Nói nào, do much. Do mặt. Đấy. À, do much. Rất nhiều các bạn ở Nga nói sai cái từ này. Đấy, các bạn nói sai. Các bạn nói sai trọng âm. Bây giờ chúng ta sẽ nói đúng trọng âm nào. Yeah, do mayo. Do mặt. Từ do mayo. Tôi do mày vậy. On do mayo. Ôn đu mày vậy. Mười đu mà yếm. Mười đu mày vậy. Vì đu mà yếm chè. Mười đu mày vậy. Yếm chè. Anh ấy đu mà yếm. Anh ấy đu mày vậy. Anh ấy đu mà yếm đấy. À đó. Thế đến đây chúng ta thấy đó là cách chia của động từ đu mà chè. Đó. À. Tạc. Bây giờ người ta hay hỏi là gì? Các tư đu mà yếm. Cậu nghĩ thế nào? Các tư đu mà yếm. Các Các ty думаешь? Думаешь? Các ty думаешь? Cậu nghĩ thế nào? Các ty думаешь? Đấy. À, cậu nghĩ thế nào? Hôm nay trời có mưa không? Сегодня будет дождь. Сегодня будет дождь. Сегодня будет дождь. Là sẽ có một cái gì đó không? Thì người ta dùng будет. Sẽ có cái gì đó không? Đấy. À, sẽ mưa không? Mưa là gì? Дождь là mưa. Дождь. Дождь. Дождь là mưa. À, сегодня будет дождь. Сегодня будет дождь. Đó. Ngày hôm nay có mưa không? Как ты думаешь, сегодня будет дождь? À, em trả lời. Tớ nghĩ ngày hôm nay sẽ mưa. Đấy, tớ nghĩ ngày hôm nay sẽ mưa. À, tớ nghĩ là gì? Yeah. Yeah, думаю. Đúng rồi. Yeah, думаю. À, hôm nay trời sẽ mưa. Сегодня будет дождь. Si vột nhé, em đọc si vột nhé. Si vột nhé. Si vột nhé. Đà, chữ này chúng ta có từ si vột nhé. Si vột nhé. Đấy, à, đó. Si vột nhé. À, vột, si vột nhé. Đọc là gì nào? Từ này nó, à, như các em tự học thường thường đọc sai. Đấy, từ này các em phải đọc là si vột nhé. Si vột nhé. Đọc là si vột nhé. Đấy. À, viết là xe chúng ta sẽ đọc là si. Si vột nhé. Si vột nhé. Si vột nhé. Đấy. À đó. Thế bây giờ các bạn lại bảo thế đây là chữ G cơ mà. À, các bạn đọc là si gột nhỉ. Đấy. Đó. Chữ G trong trường hợp này người ta sẽ đọc là vợ. Si vột nhé. Đấy. Đây sẽ đọc là si vột nhé. Đấy. Đó. Si vột nhé là ngày hôm nay. Đấy. Ngày hôm nay. À, si vột nhé. Budget. Budget. Dosh. Dosh. À cái chữ... À, mưa đọc như nào? Dosh đấy. À, chúng ta có từ dosh, do đấy, đó. Dosh đấy. Người ta sẽ đọc như nào nào? Người ta sẽ đọc như nào? Người ta sẽ cho em biết người ta đọc như nào nhé. Người ta sẽ đọc là tạc do dosh dosh Дождь. À đây là đọc Дождь. Дождь. À sh h này có nghĩa là sh sh đấy. Sh đấy. Дождь. Дождь. À đó. Đúng không nào? Đấy. À người ta có thể phiên âm lần thứ hai bằng tiếng Nga để cho em hiểu nhé. À cái chữ đó nó như thế nào nhé. Ta phiên âm lần thứ hai bằng tiếng Nga đó là do.
дождь. Đấy, Дождь. дождь. Đó. Дождь. Không đọc дождь mà đọc дождь. Дождь. Đấy. Сегодня будет дождь. Дождь. Сегодня будет дождь. Đấy. À, thế bây giờ giải thích tại sao người ta đọc như vậy. Đấy, tại sao người ta đọc như vậy? Bởi vì âm là một âm hữu thanh đứng cuối từ bị đọc thành âm và đi với giống mềm đọc nó thành đọc thành ch. Thế mà r lại là phụ âm hữu thanh, nếu mà đã đứng trước chờ tức là tờ, tờ tức là phụ âm vô thanh rồi thì nó bị đọc thành phụ âm sh. Đấy, cho nên dost dost так да dost а сегодня будет дождь как ты думаешь сегодня будет дождь các cậu nghĩ thế nào, hôm nay trời có mưa không? Я думаю сегодня будет дождь. Я думаю сегодня будет дождь. Đấy. Đấy. Так. À thế nói là à tôi suy nghĩ nhiều lắm. Я думаю много. Chúng ta có từ много. Много. Я думаю много. Я думаю много. Đấy. Đó. Так. À. Да. Anh ấy chẳng bao giờ suy nghĩ cả. Он никогда не думает. Он никогда не думает. À, он не думает là anh ấy không suy nghĩ, và chúng ta có từ никогда. Никогда. Никогда là không khi nào. Никогда. Никогда. Em nói nào. Никогда. Никогда. À, trọng âm rơi vào đó. Никогда. Đấy. Никогда. Đấy. Никогда. Никогда. Не думает. Em nói nào. Не думает. Не думает. À, он никогда не думает. Он никогда не думает. Tôi suy nghĩ nhiều. Я думаю много. Я думаю много. Я думаю много. Он никогда не думает. Anh ấy không bao giờ suy nghĩ cả. Он никогда не думает. À, он никогда не думает. Đấy. À, так хорошо. À, thế tiếp theo nào. À, chúng ta sẽ xem cái gì nữa. Chúng ta sẽ có một cái bài đọc như thế này. Đấy. Đó. Bài đọc như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về từng người một. Chúng ta gọi là lớp học của chúng tôi. Lớp học của chúng tôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bài đọc này sẽ giúp cho chúng ta học các tính từ, rất nhiều tính từ đấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tự viết nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói Это наша группа. Đấy. Đây là lớp học của chúng tôi. Это наша группа. Это наша группа. Đấy, đây là lớp học của chúng tôi. Đấy. Это наша группа. Đây là lớp học của chúng tôi. À đó, em nói nè. Это наша группа. Это наша группа. À, это наша группа. À, thế bây giờ em sẽ nói câu là Tom là người Mỹ. Tom. Американец. Tom là người Mỹ. Tom. Американец. Nó đọc lại từ này nào. Американец. Американец. Да, американец. Tom là người Mỹ, đấy. À, вот. Tiếng mẹ đẻ của anh ta его родной язык. Его родной язык. Его родной английский. Его родной язык английский. Tiếng mẹ đẻ của anh ta là tiếng Mỹ. Его родной язык английский. Английский. Đấy. Том американец. Его родной язык английский. Он студент. Он студент. Cậu ta là sinh viên. Он студент. À, thế bây giờ em kể về Том nào. Кто Том? Кто такой Том? Том американец. Канец. Том американец. Да. О, его? Его. Родной язык. А,
Английский. An Английский. Anh Английский. Английский. Anh Английский đấy. À chúng ta đánh vần này nhé. Anh Английский. Anh đọc này. Anh đúng rồi, Anh đấy. À tương tự như cái từ Việt Nam ski đấy, Việt Nam ski chúng ta đọc được với cái từ Việt Nam chúng ta biết rồi đấy, Việt Nam ski. À đây là gì? Anh. À thế cái America Nhật là gì? Là người Mỹ. America Nhật. America Nhật. Đã, America Nhật đấy. Đấy. America Nhật. Его родной язык, tiếng mẹ đẻ của cậu ta, английский. Он студент. Cậu ta là sinh viên đấy. À đó là anh chàng Tom. Bây giờ chúng ta chỉ có anh chàng Ramon. Ramon. Anh chàng Ramon. À, chúng ta xem chàng Ramon nhá. Tá. Ramon. Tôi ta coi Ramon. Ramon. À, cậu ta là người Tây Ban Nha. Ramon. Испанец. 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 À, trọng âm rơi ở đây đấy. Ramon. Испанец. À, có Ramon. cái từ nhét này này. Nó đọc như thế nào? Nhật, nhật đấy. Yes. À thì đó phiên âm cho em xem nhé. À phiên âm với từ này nhé. À phiên âm bằng tiếng Việt nhé. Xem nó đọc cái chữ nhật như thế nào nhé. Nhật. Yes. Nhật. Nhật. Yes. Đấy, đấy. À, đó. Nhật. Đấy chưa nào? Đó. À có thể đọc là nhật hoặc là nhật. Nhật, nhật. À em đọc nào. Yes. Испанец. Испания. Испания. Đấy, tương tự như cái từ America Nhật. America Nhật. America. Đấy. Đấy. À ta хорошо. Như vậy là gì nào? Ramon Испанец. Он. Ramon. Да. Испания. Художник. Он. Художник, đấy. Так, он. Художник. Он художник, đấy. Художник. Он художник. À, cậu ta là họa sĩ. On художник. Ông Kudo. Художник, да. On художник. Cậu ta là họa sĩ. Đấy. À, tiếp theo nào. Ramon. Испанец. On художник. Художник là gì? Có nhớ không nào? Họa sĩ. Đấy. Испанец là gì? Nào. Đâu rồi? Hey. À, tên đây. À. Spanish là gì nào? Nào. Là gì? Có nghĩa là gì? Là Tây Ban Nha. Cậu ta là người Tây Ban Nha. Thế. Có phải không? Không nghe thấy em nói. Ạ. À phải ạ. Tá đang làm cái gì đây? Bạn em nó hơi kém. Mạng hơi kém à. À, хорошо. À, như vậy Ramon Испанец. Он кто? Он Испанец. Он художник. Cậu ta là họa sĩ. Đấy. À, bây giờ nói tiếng mẹ đẻ của cậu ta là tiếng Tây Ban Nha. Thì vô rồi. Его родной язык. Испанский. 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 À, giọng âm rơi vào đây đấy. Испанский. Em nói nè. Его родной язык испанский. Испанский. Tiếng mẹ đẻ của cậu ta là tiếng Tây Ban Nha. Đất nước quê hương của cậu ta là Tây Ban Nha. Его родная страна. Страна Испания. 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 À, Испания. À, đó. Его родная страна Испания. Ủa, đấy. À, đó là nói về anh chàng Ramon. Nào, chúng ta sẽ nói lại nào. Em nói nào. Ramon Испанец. Ramon Испания.
Он Он художник. Его родной язык испанский. На испанский. Испанский. Его родная страна. Его родная страна. Испания. Испания. А страна, страна называй. Страна là đất nước. Страна Вьетнам. Страна Вьетнам. Моя страна Вьетнам. Đất nước của tôi là Việt Nam. Việt Nam моя страна. Việt Nam моя страна. Đấy. Đó, thế vừa rồi chúng ta đã xem về ai đây? Ramon. Thế bây giờ thầy giáo hỏi em nhá. Кто такой Ramon? Кто такой Ramon? À, câu hỏi là gì nào? Кто такой Ramon? Кто такой Ramon? Ramon là ai vậy? Em phải trả lời nào. Ramon. Испания. Испания, да. Ramon Испания. Gì nữa nào? Ramon Испания. Да. Он кто? Он художник. Он художник. Да? Он художник. Tiếp theo nào. Его родной язык. Его родной язык. Испанский. Его родной язык испанский, да? А, хорошо. Его родной язык испанский. Так, его родная страна, đất nước quê hương của cậu ta là ai? Его родная страна Испания. 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 Em nói là Испания. 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 À, его родная страна Испания. Đấy. Đó. À, thì tiếp theo nè. Chúng ta sẽ học tiếp về anh chàng Klaus. Klaus. Klaus là anh chàng trông khó tính nhất đấy. Đấy. À, bởi vì anh chàng này hơi bị uyên thâm. Đấy. Chúng ta sẽ nói nè. Klaus. 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 Немец. Немец. À, chúng ta lại có cái gốc Metz. Metz. Nhớ chưa nào? Немец. Cái chữ này nó đọc như thế nào? Metz. 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 Đấy. Немец. Немец. Đọc nha. Phiên âm cả là câu nhé. Немец. 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 Đã. Nhớ chưa nào? Đọc lại nào. Klaus Немец. Klaus Немец. Немец là người Đức. Đấy. Немец là người Đức. Klaus Немец. Klaus Немец. Đã. Và cậu ta là ai? Он известный. Он известный. Он журналист. Он известный. Журналист. Он известный. Журналист. Он известный. Он известный. Журналист. Да, он известный журналист, да? Он известный журналист. Журналист, да. Он известный журналист, да? А, cậu ta là một nhà báo nổi tiếng. Известный là nổi tiếng, да? Известный. Да? Известный журналист. Журналист là nhà báo nổi tiếng. À đó. Thấy chưa nào? Đấy. Вот так. Он известный журналист. Он вот. Известный журналист. Đấy. À bây giờ nói là anh ta biết tiếng Anh và tiếng Pháp. Anh ta nói tốt tiếng Anh và tiếng Pháp. Он. Он. Хорошо. Он хорошо говорит. Đấy. Он хорошо говорит. По-английски. Английский. Он хорошо говорит. По-английски. И по-французски. Он хорошо говорит по-английски. И по-французски. Да. Клаус. Немец. Он известный. Но no. Он известный журналист.
Журналист. Он хорошо говорит. Он хорошо говорит. По-английски. По-английски. По-английски и по-французски. И И по-французски. Да? Да. И по-французски. Французский. А chữ này, em nhìn chữ này này. Đây nó có chữ giờ nhưng mà nó đứng trước chữ sờ nên vẫn bị đọc thành chữ sờ. Cho nhiều bạn đọc là Fransuzski là sai, phải đọc là Fransuski. Chỉ có một chữ sờ thôi đấy. Pa Fransuzski đấy, trọng âm rơi vào đây đấy. À pa Fransuzski. À cả pa Fransuzski. Pa Fransuzski đấy. À đó pa Fransuzski. Pa Angliski, pa Fransuzski. À так вот. Fransuzski. Да. Так, Klaus немец. Он известный журналист. Он хорошо говорит по-английски и по-французски. Nhưng, но là nhưng. Его, tiếng mẹ đẻ của anh ta. Его родной язык. Немецкий. Немецкий. À, немецкий. Nhưng mà tiếng mẹ đẻ của anh ta là tiếng Đức. Его родной язык. Немецкий. Его родной язык немецкий. Немецкий, да. Его родной язык немецкий. Его а, ты не вой. Да, em nói. Немецкий, да. Vừa rồi chúng ta đã học xong về anh chàng Klaus. Đấy. Đó. Ở đây chúng ta thấy lớp này có mấy người nào? Tom, Ramon, Klaus. Đấy. Sau đó là Sirpa, Hussein, Irina. Đấy. Còn ba người nữa thì hôm sau chúng ta sẽ học đấy. Thế bây giờ chúng ta thấy đây là gì? À, cái bài này là chúng ta phải đọc tất cả lại đấy. Bây giờ em đọc lại từ đầu nè. Наша группа. Наша группа. Это наша группа. Это наша группа. Том американец. Да. Его родной язык английский. Да. Он студент. Да. Он из Палец. Да. Он художник. Да. Родной язык испанский. Да. Его родная страна. Да. Испания. Да. Клаус. Но. Клаус немец. 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 Да. Он известный. Он известный журналист. 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 Да, журналист. Он известный журналист. Да, известный журналист. Он хорошо. Он хорошо говорит. Говорит по-английски. По-английски и по-французски. Да, и по-французски. Но его родной язык. Но его родной язык немецкий. 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 Да? А, чина, дав не на на. А, дав ла. Не. Не. Мец. Немецкий. 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 Да? А, да. Немецкий. Так. Хорошо. А, thì như vậy là bài hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Ở trong này, ngày hôm nay là bài học đối với em là hơi là nhiều dữ liệu một chút nhé. Thầy giáo đánh giá em là khả năng tiếp thu của em tốt. À, khả năng tiếp thu của em khoảng ở điểm 7-8 đấy. À, nếu thăng bậc 10 điểm đấy. Đó. À, có những bạn ở thăng bậc 10 điểm là gì? Là các bạn tiếp thu thực diện thần đồng luôn đấy. Đó. Thần đồng là gì? À, các bạn nói cái gì các bạn nói lại ngay lập tức và chính xác luôn đấy. À đó, cùng học với thầy giáo có khoảng 4 người như thế đấy. Các bạn nói cực kỳ siêu đẳng luôn đấy. Đó. À thế như vậy là nhưng mà khả năng của tiếp thu của em cũng rất tốt. À, khả năng của em tiếp thu của em là ở điểm khoảng điểm 8, điểm 7, điểm 8 rồi đấy. Tức là gì? Sau thần đồng rồi đấy. Đó. Như vậy là gì? À, muốn như thế thì là gì? Thầy giáo sẽ nhồi cho em hơi nhiều kiến thức một chút. Để nhưng mà để em có thể xử lý được kiến thức đó, yêu cầu em hai phần. Một là em phải đọc lại rất nhiều lần. Hai là em phải lấy bút và viết ra những cái từ mà em thấy là mới đấy. Đó.
À, những cái từ mới và viết ra bên cạnh đó nghĩa của tiếng Việt là gì? Khi nghe, khi dạy thầy giáo bao giờ cũng nói nghĩa tiếng Việt rồi. Chứ em phải nghe video em nói nghĩa tiếng Việt ra. Đấy. Thế và lần sau thầy giáo sẽ kiểm tra em khá. Đấy. Đấy. À, đó. Như vậy nếu học như thế này thì em không chỉ đơn thuần là một người đi bán hàng mà em sẽ nói tiếng Nga hơi bị siêu. À, muốn như thế thì có nghĩa là em phải cố gắng hơn một chút đấy. Đúng chưa nào? Đấy. Chả ai muốn làm một cô gái bán hàng mà chỉ nói những cái câu mà người ta nói bán cái quần cái áo cả đấy. À, em có thể nói được nhiều hơn nữa. Thế vậy thì tội gì mà không học, đúng không nào? Đấy. Đấy chị không? Cũng là cái thời gian như thế. Đã, thỏa thuận như thế chưa? Đồng ý không? Ừ, хорошо. Ладно, давай. Cảm ơn em. Chúc em học tốt nhé. Dạ. 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 Đã xin đà nhé. Пока, пока.